Cả nhà ơi, Trung vừa chuyển xong một số tiền 200 triệu cho cái người đó ở bên Myanmar rồi cả nhà. Liệu rằng là cậu bé Bé Quy được về không thì chúng ta đợi cả nhà nha. Bây giờ chỉ mong là cầu mong thôi là Bé Quy được về thôi. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Mẹ nó gọi về nhà em, nó nói mẹ ơi mẹ cứu con đi, để thôi người ta đánh con nhất. Con nhớ anh hơn. Con nghe con anh hơi, con nhớ anh hơi. Con nhớ anh hơi. Anh hơi con bị bé. Chú nhớ thưa cả nhà, trên tay của Trung là hiện tại đang có số tài khoản của người bên Myanmar, là một người Việt Nam cả nhà. Và Trung chuẩn bị chuyển số tiền là 200 triệu để chuộc Bé Quy từ Myanmar về Việt Nam. Liệu rằng Trung chuyển 200 triệu này thì Bé Quy có được cho về Việt Nam hay không? Cái này Trung cũng không dám chắc được cả nhà, nhưng mà hiện tại mình đang 50-50, và mình không làm cũng không được. Mình làm thì còn có cơ hội, còn không làm thì không còn một cơ hội nào cả. Cho nên là Trung cũng xin phép đây là số tiền này có Mạnh Thường Quân đã gửi vô. Trung cũng cũng gọi là có lời xin lỗi nếu trường hợp mà cái sự việc này thất bại, thì cũng thật là xin lỗi và cũng không biết nói sao cái việc này đến Mạnh Thường Quân cả. Bây giờ thì bây giờ Trung chỉ này là liều mình thôi, và tất cả các Mạnh Thường Quân khi mà gửi tiền cho Trung để mà chuộc Bé Quy thì Trung cũng đã nói ra hết trước là vấn đề này hết cả nhà. Và rất may là các Mạnh Thường Quân cũng đều thông cảm và hiểu cho Trung khi sự việc này, Trung đang thực hiện sự việc này để cứu giúp Bé Quy. Bây giờ Trung sẽ thực hiện cái việc mà chuyển khoản cả nhà nha. 200 triệu, số tiền phải nói là khá lớn để mà cứu giúp cho một người mà từ từ Myanmar về tới đây. Cả nhà ơi, Trung vừa chuyển xong một số tiền 200 triệu cho cái người đó ở bên Myanmar rồi cả nhà. Liệu rằng là cậu bé Quy được về không thì chúng ta đợi cả nhà nha. Bây giờ chỉ mong là cầu mong thôi là Bé Quy được về thôi. Và bây giờ thì Trung cũng xin phép là cập nhật danh sách mà những Mạnh Thường Quân mới vừa sau này đã bổ sung thêm và gửi thêm cho Trung để mà gửi tiền cho cháu, cứu giúp cháu Quy á, cũng như là gửi tiền cho đình. Thì Trung xin phép bổ sung thêm một số Mạnh Thường Quân sau ạ. Ghe Phước Lợi hỗ trợ 10 triệu, Đoàn Đăng Nam hỗ trợ 2 triệu, Xéo Ghi Kim Hồng hỗ trợ 2 triệu, Cô Tâm Cà Phê Thủy Mộc hỗ trợ 1 triệu. Đây là cái nhóm Cô Tâm hôm trước là Cà Phê Thủy Mộc là Trung có đọc lên 15 triệu ở nhà. Bây giờ Trung đọc chi tiết ra những cái Mạnh Thường Quân hỗ trợ đó. Đồng thời đó thì có những Mạnh Thường Quân đã gửi sau này là Mạnh Thường Quân không nói tên ở quận 4 hỗ trợ 20 triệu, Cô Điệp ở Rạch Giá hỗ trợ 1 triệu, Đạt Vũ ở Mỹ hỗ trợ 500 đô, quy ra số tiền đổi ra luôn á là 12 triệu 165 ngàn. Võ Thị Kỳ hỗ trợ là 10 triệu đó nha. Thì đó, số tiền là Trung sẽ cập nhật lại, tổng kết lại sau khi mà đến gặp gia đình, thăm gia đình để mà cho cô chú chị hiểu rõ. Thưa cô chú chị, là đã xem video thì có biết rồi, gia đình đang mượn số tiền là 70 triệu. Thì liệu mà sau khi mà cháu về thì gia đình có được tiền để mà xoay sở không, hay là tiếp tục lún vào cái cảnh mà gọi là không có tiền trả nợ lãi trở nên lại lãi kia. Thì cũng mong rằng là số tiền mình gửi để mà có được đủ đủ để trả nợ, không là mình cũng là một điều là may phước cho cả nhà rồi. Dạ thưa cả nhà, bây giờ Trung phải đợi cả nhà, phải đợi đợi tín hiệu của bên kia thôi cả nhà, là báo lại là sẽ cho quy về không cả nhà nha.
Trung đã chuyển tiền cách đây cũng 3 ngày rồi cả nhà. Thì sau khi chuyển tiền xong đó là nó bút xe cho Huy, cho Quy đi về cả nhà. Nhưng mà liệu mà trên đường về như thế nào thì bây giờ Trung đã kết nối được với Quy rồi. Bây giờ Trung sẽ gọi Quy để hỏi tình hình nó như thế nào cả nhà nha. Cho chú hỏi nè. Cái Zalo con là không thấy hình nữa con. Dạ không chú. À là Zalo con là là vì gửi camera hả? Dạ, à, gỡ hết luôn chú. Cái điện thoại này ở đâu con có vậy? Cái điện thoại này là của công ty đưa con xài cho con đó chú. À công ty cho con. Dạ. Ồ. Con lấy gì được rồi. Ồ vậy cũng còn nhân đạo chứ, nó cũng cho cái điện thoại để mà cho điện thoại để mục đích để làm gì con? Dạ để gọi điện về nhà chứ. Để gọi điện về nhà với có gọi điện về nhà liên hệ nó nữa. À có liên hệ được chứ với bên đó không? Dạ được. Là cái người con liên hệ là quản lý hay sao? Dạ quản lý, tổng quản lý người Việt Nam chứ. Quản lý người Việt Nam không à. Còn à. Trung Quốc là khác. Ồ dạ, người quản lý Việt Nam luôn. Rồi con dạ. Con đi như vậy là mấy ngày rồi? Từ lúc đầu á chú. Bắt đầu từ cái lúc con đi á là họ thả con đi là mấy ngày rồi? Thả con về đây á. Đúng rồi. Hôm nay nữa 3 ngày chứ. Lúc về là con đi với ai không? Không đi mình nói nè. Tại công ty khác công ty nữa, mấy anh kia cũng khác công ty. Dạ, yeah. Rồi bây giờ con đang đi tới đâu không biết không? Dạ, con đang ở bên Thái Lan, mới qua con sông mà chú. Cái định vị của con gửi là hiện tại đang ở đó phải không? Dạ. Rồi con đi đứng như vậy rồi ăn uống rồi sao? Dạ, có đói thì nhắn tin cho quản lý kêu người mua cho ăn. Ồ, rồi có con về có người đi theo con không hả sao? Dạ, khi nào đối với điện ổng cũng kêu người điện người đưa qua cho ăn á chú. Mua cho ăn. Ồ dạ. Rồi xe dạ. Cộ này đó là con tự đi làm sao con bên đi được? Xe cộ là ông lý sắp xếp hết đầy đủ rồi. Có người đưa con đi. Là họ tự sắp xếp. Ví dụ như lúc dạ. Đầu con từ Myanmar con đi á, là có người đưa con ra xe. Dạ. Rồi từ xe đó đi tới đi qua tới biên giới Thái Lan rồi phải có người hướng dẫn để con qua biên giới Thái Lan chứ. Dạ. Tại qua Bangkok mới có người chứ. À là chắc là đi tới đâu là ông quản lý ông điện tới đó là có người lo cho con à. Dạ. Dạ. Rồi con có bị bỏ đói không? Dạ không chứ. Cứ đói là nhắn tin cho ông quản lý là có người đem đồ ăn qua. Dạ. Vậy là đi tới chỗ nào cũng đều có cái người của họ hết để mà dạ. họ lo cho. Ủa con thấy có nhiều người về như con không? Dạ cũng nhiều lắm chú. Họ cũng bỏ tiền ra chuột rồi đi về hả? Dạ. Như con mình con là còn mười mấy người nữa, còn mười mấy người bỏ mới đưa ra nữa, chưa chắc chưa về. Tại con đang nhắn tin nữa. Cứ con đưa tiền xong là họ chuột cho đã về. Dạ. Vậy hả. Rồi bây giờ con đang ở đó, con đợi gì mà chưa đi được nữa? Dạ. Con biết nữa là để con sắp xếp xe, con không có nhắn tin với con rồi. Để sắp xếp xe xong hết giấy tờ đầy đủ nữa mới cho con đi được. Bây giờ ở bên Việt Nam, Việt Nam là 1 giờ đi chiều. Đi trên đường là công an Thái Lan nó bắt vô tù luôn á chú. Như vậy là đang đợi người họ sắp xếp xe. Đúng không? Dạ. Sắp xếp xe rồi họ đưa qua đi. Dạ. Dạ. Thôi cũng được. Có giấy tờ công an Thái Lan nó bắt. Đúng rồi. Vậy thôi cũng được đi chứ không là cũng không biết sao mà lần. Dạ. Có biết dự tính là khi nào về tới Việt Nam không? Chắc khoảng tuần nữa. Trời, còn tuần nữa hả? Dạ. Wow.
Tại về Bangkok còn nghỉ ngơi đó nữa. Con đi như vậy rồi tối ngủ sao? Nếu Bangkok là cho nghỉ nhà nghỉ. Ừ. Rồi mấy bữa nay con ngủ sao? Dạ ngủ chòi chòi ngoài trong rừng đó chú. Ngủ chòi trong rừng. Dạ. Ồ, rồi ngủ một mình hay ngủ với ai con? Bữa trước còn mấy anh kia, giờ còn mình con à. Chà, rồi ngủ ngủ trong rừng như vậy sợ không? Dạ không, cái cũng quen rồi. Tại cái sợ là con quên hết hết rồi. Ừ, mà trước còn nhiều có sợ hơn đúng không? Dạ. Đi từ đó, từ đó mà theo chú là định vị về tới Việt Nam cũng phải có ngàn cây đó, ngàn hơn. Dạ. Cỡ ngàn hơn cây thì khá là xa luôn. Phải băng qua từ từ vị trí đó qua đây. Wow. Rồi con có điện thoại về gia đình không? Dạ con gọi mỗi ngày chú. Gọi mỗi ngày hả? Cập nhật liên tục phải không? Rồi rồi con đang xài cái sim đó là có 3G không? Dạ có, con mới mua sim anh kia về anh có cho con ngàn mua sim. Ừ, mua sim rồi qua tới về tới Campuchia lại tiếp tục đổi sim nữa. Dạ. À, rồi về tới Việt Nam thêm một cái lần nữa mới được. Dạ. Qua một nước là một cái sim khác rồi. Rồi rồi có tiền, có tiền trong túi không? Dạ không. Không có tiền luôn hả? Không tiền là mỗi lần dạ. muốn mua sim thì sao ta? Con không biết nữa. Ừ. Nhờ wifi ai đỡ cũng được. Ừ, xài được wifi. Dạ. Rồi. Thôi chúc con may mắn nha, cố gắng con nha. Chúc may mắn, bây giờ cũng đã qua qua hết một đoạn đường cũng khá là tốt rồi, xa tốt rồi đó. Bây giờ quan trọng là đi sẽ may mắn về tới nơi thôi. Dạ. Ừ, rồi ok bà con nha. Cảm ơn chú ý con mai nha. Ừ, ok không có gì con, không gì, cố gắng đi con. Ừ. Cố gắng cầu nguyện nha, niệm Phật nha. Dạ. Ừ, ok con. Đây cả nhà, để Trung cho cả nhà xem cái định vị của Huy cả nhà. Của Huy, định vị của Huy là hiện tại là Huy đang ở đâu. Đây Trung mở cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, cho cả nhà xem nè. Vẽ cho nhà thu nhỏ lại cho hình dung nè. Đây là Myanmar, đây là Thái Lan, còn đây là Campuchia, còn đây là Việt Nam nè. Thì em Huy là đã qua khỏi biên giới của Myanmar Thái Lan rồi, đang đứng vị trí này nè cả nhà. Cái nhà phan nhìn con cách nè, từ đây phải qua, nếu mà từ vị trí này qua tới Việt Nam thì phải đi qua Campuchia rồi mới về tới Việt Nam đấy. Mà bây giờ em nó đang đứng ở vị trí này cũng khá là xa. À, mà bây giờ này coi vị trí này là ngay vị trí cũng giống như là biên giới rồi của Myanmar với Thái Lan nè. Và tối nay em đã nói ngủ trong rừng là đúng rồi. Thì theo dự kiến là đâu nó cả tuần nữa đó nha, cả tuần nữa mới về tới. Thì liệu là trên đường đi có gặp bất trắc gì không, có gặp cái trở ngại gì không nữa, thì chỉ biết là cầu mong thôi, cầu mong cho Huy nó sẽ may mắn trên đoạn đường mà đi từ đó, từ Thái Lan về tới Việt Nam an toàn nữa cả nhà. Đó là cái mà Trung rất là cầu mong luôn, cầu mong và hy vọng là, và cũng mong rằng cả nhà mình cùng nhau cầu nguyện cháu nó có thể là về được an toàn. À, dạ sáng giờ em nhận được thông tin là có giả mạo nhân viên kênh Trung Vlog chào hàng bán thuốc anh. Ồ là sao Ngân? Dạ em thấy ở đây là em nhận được hiện tại là có số là 0332 144 364 là nói gọi cho khách bên mình là nói là tặng quà Tết giảm phần trăm.
Ủa là sao nó nói là nhân viên Cao Anh Trung Vlog á hả? Dạ đúng rồi, nói là xưng là Cao Anh Trung Vlog bán bên Cao Trung Sơn, có giảm giá thuốc viên sụn cá mập giảm 300 ngàn. Giảm 300 ngàn mà bán sụn cá mập nữa hả? Dạ. Ôi trời ơi. Rồi còn nó nên dùng mấy số vậy? Dạ hiện tại là em nhận được là 3 số mà phản hồi nhiều lắm, nhưng mà 3 số này trùng rất là nhiều luôn. Gọi là nói là đa số là bán sụn cá mập rồi tặng quà Tết cho mấy cô chú, giảm giá tiền rất là nhiều luôn. Ừ. Đa số là nội dung là bán sụn cá mập thôi. Dạ đúng rồi. Ở đây em nhận được là 3 số khác nhau luôn là 0335 226647, là cũng là nói là bán sụn cá mập, gọi điện thoại giảm giá rất là nhiều luôn. Rồi một số nữa là 0819 284307, nó cũng là bán sụn cá mập của bên thuốc Cao Trung Sơn luôn. Tức là cái này là khách hàng họ phản hồi là mình sau khi mua hàng mình đúng không? Dạ đúng rồi. Là họ nói là có người gọi tới chào. Dạ đúng rồi. Ồ, cái nhà đợt trước là Trung cũng làm một clip và nói về vụ này cả nhà. Tức là cái thông tin của mình không biết vì sao mà bên hacker nó vô, nó xâm nhập vô là nó lấy thông tin. Nhưng có nó lấy không phải mục đích để nó phá đó, mà nó lấy là mục đích thông tin để mình nó chào hàng là những cái khác. Và không phải một mình Trung đâu, là có nhiều công ty khác biệt như vậy cả nhà. Nhiều cái công ty cũng như là nhiều cái chỗ khác mà mình đang bán được á, thì họ lấy thông tin để chào hàng. Bây giờ em lấy cho anh một số đi, lấy cho anh một số. Dạ. Lấy cho một số điện thoại đi, coi để anh gọi gọi coi. À, 033 033 21 21 4 4 364 364. Để Trung gọi thử cả nhà nha. Hồi trước là thấy có một số thôi, mà một lần là lần tới 3 số cả nhà. 3 số 3 khách hàng phản hồi khác nhau à? Dạ đúng rồi. Wow, không biết là còn bao nhiêu số nữa. Giờ nó tinh vi hơn cả nhà. Không biết gọi là nó nghe máy không nha. Thường cả nhà là nó lấy thông tin xong nó gọi lại giống như chỉ là một chiều thôi. Còn một chiều ngược lại là mình khách hàng mà gọi ngược trở lại ít khi mà họ nghe máy lắm. Để Trung gọi từng số thử cả nhà. Đây là số đầu tiên nè, 033 2144 364. Những cái thằng nào mà đang bị giống trường hợp như vậy thì cái gì vui lòng phản hồi giúp cả nhà nha. Bấm mấy bận luôn cả nhà. Nè, bấm mấy bận luôn nè, thấy chưa? Chứng tỏ là biết. Bây giờ bấm một số khác coi. 033 522 033 522 6647 6647. Có nghĩa là nó chỉ nhận được, nó chỉ là một chiều thôi. Để lại lời nhắn sau từng kết. Sau khi bao quý khách gọi hiện đang mơ, cuộc gọi được tính sau cấp thuốc tại trung cư. Rồi số thứ 3 coi. 0819 0819 284 284 307 307. Cái này mà không gọi được nữa là thôi á. Lúc nãy số đầu tiên là gọi nó bấm bận cả nhà. Số thứ hai là thuê bao rồi, giờ số thứ ba đó nha. Cái số điện thoại là Trung có để trong màn hình nha, để cho bà con biết và cảnh giác. Nó thường xuyên thay đổi số điện thoại và nó thông thường là nó họ chỉ nhận được cái cuộc gọi là cuộc gọi nhận thôi. Còn mà khách hàng gọi lại là họ ít khi mà nghe máy lắm, khó lắm. Bởi vì họ đang dùng số để lừa đảo mọi người mà. Đổ chuông không nghe máy rồi, xong luôn. Đấy cả nhà hiểu á. Nếu mà mình khách hàng mà gọi ngược trở lại là nó không có nghe máy nha. Không nghe máy, đại loại là nó biết rằng là có thể là thông tin mà từ bên mình gọi qua không chừng đó cả nhà. Đây nè. Đây là có nội dung tin nhắn luôn á nha. Nè. Chị tên là Ngọc Bình. Có số, nó báo là số điện thoại số này là 033 2144 364 là số lúc nãy lúc đầu gọi đó. Nó nói tặng quà Tết 80%. Cái nhà tặng quà Tết 80%, thấy kinh chưa?
Trời, hồi giờ Trung là bán hồi giờ chưa có dùng mà giảm giá như vậy cả nhà. Mà tặng quà tới 80% luôn. À, có một người tên là Mi Thái nè, nhắn qua nè. Em ơi, cho chị hỏi, mới đây có một em gọi chị, nói là chị mua thuốc cao trung sơn và mật ong. Em mới giới thiệu bán sụn cá mập bên đơn vị em có đúng không? Và chị thắc mắc, sao em này có số điện thoại để chị để gọi? Em giải thích chị hiểu thêm nhé. Đấy, thì chị mới đưa qua cái số điện thoại nè. Là đây, số là 033-522-6647. Là số lúc nãy Trung gọi thuê bao đó nha. Đấy, kinh quá cả nhà ơi. Rồi có một chị tên là Thanh nè. Bên anh có chương trình tặng quà cuối năm gì không anh? Quà sụn cá mập gì đó, có số lạ hỏi. Bên nhân viên em hỏi là dạ em xin số điện thoại để gọi anh nha. À, rồi mới cho số là 0819-284-307. Đấy, gọi không nghe máy luôn á nha, gọi không nghe máy luôn đấy. Nên cả nhà hiểu rồi, dùng cái đấy là hiện tại là Trung, thực ra cả nhà bên nhà Trung thì hiện tại là sản xuất không kịp, không kịp để mà bán. Cái nhân viên là chỉ nghe điện thoại mà không kịp, không có thời gian để chào hàng cả nhà, chỉ mà nghe điện thoại thôi là chính thôi, nghe điện thoại nâng đơn hàng là chính thôi. Và bên nhà Trung cũng sản xuất ra để mà cung cấp cho bà con cũng không kịp nữa. Nên việc mà không có thời gian để làm như này đâu, nên cả nhà mình hiểu và thông cảm giúp nha. Thì cũng là cũng giúp, hiện tại thực ra là cái hiệu quả của sản phẩm mình, cái thảo dược của mình nó mang lại nó khá là tốt. Thành ra là nó đã lan tỏa đi rất là nhiều và cũng có nhiều đại lý sử dụng bên nhà Trung đó nha. Em qua em lấy giùm anh hai hũ kìa. Có nhiều đại lý là đã chia sẻ sản phẩm của Trung qua kênh YouTube nữa cả nhà, nên thành ra là những cái nhà sẽ không ngạc nhiên khi thấy sản phẩm của Trung nha. Chúng nói Trung thì sẽ xuống quay cái sản phẩm của Trung đang có ở dưới. Bây giờ cả nhà, đây là hai cái sản phẩm nè, bột ngải đen nè, bột ngải chống độc nè. Cái đây là hũ ngày xưa Trung có làm ở nhà nha, nhưng mà hũ ngày xưa Trung làm hũ to hơn. Cái này là khối lượng tịnh là 200 gram. Ngày xưa là Trung, bây giờ Trung cũng còn bán riêng cái này nữa, nhưng mà nó là khối lượng tịnh là 150 gram ở nhà. Chưa khi nào Trung nó là 200 gram hay là 200 mấy chục gram đó nha. Đó, tại vì cái thực ra mà nói là nếu mà cả nhà biết là cái giá trị của nó như thế nào, có đây là tới 200 gram nè. Và hũ thứ tinh bây giờ Trung không còn làm đó nha, hũ thứ tinh nè. Và hiện tại là cũng có nhiều cái nơi mà sau khi biết Trung bán này ra cho bà con, chia sẻ bà con, thì cũng có nhiều nơi cũng giả dạng, đại loại là cũng hàng nhái, làm hàng nhái nó giống y chang như Trung luôn, nên gây làm nhầm lẫn cho nhiều bà con cô chú anh chị mình, cũng tưởng là hàng của bên Trung cung cấp. Không, thực ra là bên Trung chỉ cung cấp cái hàng bên hiện tại ngoài thị trường là tên sản phẩm là Cao Trung Sơn thôi nha, không có nhãn hiệu nào khác nha. Nên cô chú anh chị mình xem để mình hiểu được, hiện tại cũng có nhiều chỗ hàng nhái. Và cái nhà biết rằng là cái bột ngải đen, bột ngải chống độc này á, cái củ này thì nó rất là nhiều bên ngoài thị trường và bán rất là rẻ, nó bán tràn lan trên mạng đó nha, rất là nhiều luôn. Nên việc mà mua bán sản xuất ở đâu thì có rất là nhiều nơi làm đó, thì đó thì Trung không biết được cái chất lượng ra sao nha cả nhà. Còn đây là bên nhà Trung đảm bảo về cái chất lượng an toàn cho cả nhà, được sử dụng yên tâm và hiệu quả mang đến cho bệnh nhân của mình. Đấy, thì đó là Trung cũng cảm ơn cả nhà đã luôn luôn ủng hộ bên nhà Trung, cũng như là luôn luôn tin tưởng bên nhà Trung để mà sử dụng. Nhưng mà Trung cũng thực sự mà nói là xin lỗi tất cả các chú anh chị mình, xin lỗi quý khán giả và quý bệnh nhân khi mà để tình trạng cái việc thông tin của bệnh nhân mình nó được đưa ra, lộ ra ngoài, để cho họ dùng cái thông tin đó để họ liên hệ qua và họ chào bán những cái khác. Đấy là một trong những cái sơ sót bên nhà Trung, mà thực ra lại là Trung cũng chưa có cách nào để mà khắc phục việc này được. Nên cả nhà mà thông cảm, nếu trường hợp mà có ai gọi chào hàng, chào mời những cái khác nói là nhân viên Cao Trung Lóc, thì cả nhà hiện tại bên nhân viên Cao Trung Lóc nha, là giọng nói là giọng nam hết đó nhà nha, toàn là giọng nam hết. Ví dụ em nói chào bà con cô chú anh chị rồi. Dạ, con chào cô chú, con là Ngân, nhân viên của Cao Trung Vlog ạ.
đó. Tất cả các nhân viên của Trung khi mà nói nhận cuộc gọi là đều có xưng tên đó nhà nha, đều có xưng tên hết. Ví dụ bạn nói là dạ, dạ em là Ngân, nhân viên cao Trung Block à. À, hoặc là bạn dạ em là Ngọc à, hoặc là em là Tuấn à, hoặc là em là Mỹ Anh à, hoặc là em là Thảo, thì các bạn đều có xưng cái tên mình lên hết à, xưng tên mình lên hết cả nhà nha. Và đặc biệt nếu cái nhà mà gọi Zalo mà hình á, gọi Zalo hình lên á, thì các bạn đều có cho thấy mặt của mình hết chứ không up upline cả nhà nha. Nói để cả nhà biết và bên nhà Trung đang hoạt động như thế nào để cả nhà mình có thể là hiểu được. Cả nhà đây là cái quầy trưng bày bên nhà Trung nha. Quầy trưng bày bên Trung hiện tại bên nhà Trung đang bán nè. Là những cái sản phẩm này, ví dụ đây là bột cả nhà nha. Bột cao Trung Sơn nè, đây là bột hũ lớn. Đây là viên hũ lớn, viên là 600 viên nha. À, rồi cái này là 320g này bột á. Còn có loại viên nhỏ nè, viên nhỏ là 260 viên. Đấy, rồi cái bột này là bột 150g đó nha. Tất cả cái này đều để giá trên trên này hết cả nhà nha. Và có mã vạch trên này nè. Có cái mã QR à, mã QR có giá trên này hết cả nhà nha. Quét vô là nhìn thấy liền. Lấy điện thoại cả nhà vô Zalo á, quét vô là nhìn thấy thông tin này hết. Nên cả nhà yên tâm. Đấy. Rồi cái đây thì mình có cái bán thêm này cái nhà. Cái chả bông nè, chả bông 500g mà có 150.000 thôi cả nhà, rất là rẻ nha. Rất là ngon luôn. Đó. Bây giờ mới có dịp Chung giới thiệu cho bà con luôn nha. Ôi chà. Đây là mực nè. Mực hấp nước dừa. Giá có 100.000 à. Ngon lành luôn. Nó có hũ này nữa cả nhà nha, chả bông hũ này nữa để bà con kêu ủa sao khi nhận hàng không thông thấy cái hũ giống như vậy. Đây cả nhà. Đây là mật ong rùi. Rùi nha, rùi nó chất lượng hơn. Hiện tại là 950.000. Một lít đó nha, cái chai này là nửa lít nè. Còn cái đây là rừng cả nhà. Rừng này là 750. À, 750. Nhiều người hỏi ủa sao là lúc này tôi nhận mật ong cái màu nó này, cái vị nó này, nhưng lần sau là khác. Cả nhà biết không, loại rừng trong rừng ta khai thác trong đó, ở lúc có nắng, có mưa là nó sẽ khác cả nhà, có vị chua, vị bình thường khác, vị ngọt khác, vị béo khác nữa. Và con ong nó lấy hoa nào thì nó là cái vị đó, nó là vậy. Nên cả nhà yên tâm, cứng ngắc luôn cả nhà, bị xì hoài luôn á, bị xì hoài. Đây. À, với lại một sản phẩm mới cả nhà. Đây, nếu nhà Trung có chào thì chào này nè cả nhà. Bột sữa hạt canxi cao Trung Sơn. À, các sản phẩm này ra là vì sao? Hiện tại á, là nhiều bệnh nhân sau khi dùng cái bột ngải đen, bột ngải chống độc à, cao Trung Sơn thì không biết ăn uống cái gì để cho nó có dinh dưỡng, để tốt. Thì đây, đây là cái mà nhà Trung ra cái này để cho giúp cho bệnh nhân mình yên tâm về việc đó, không cần biết về mình hôm nay mình ăn cái gì cho đủ chắc. Thì cái này sẽ bổ sung nè cả nhà. Sáng một gói, chiều một gói, trưa một gói, thì là cái hộp này 20 gói nha. À, là ba có 360.000 thôi, mà trong này có những cái loại gọi là lò hạt, nó là hạt cấp cao luôn cả nhà. Đó, ốc chó này, bột tinh đậu nè, rồi hạnh nhân nè, mắc ca nè, đặc biệt là có tổ yến, đông trùng hạ thảo và có một xíu bột của cao Trung Sơn nữa cả nhà. Cái nhà bên ngoài không bao giờ thấy được cái việc mà bột mà nó có vị bột của bột ngải, rất là thơm cả nhà, rất thơm riêng đó, rất đặc biệt luôn nha. 360.000 thôi á, mà nó gọi là Trung đang bán với một chất lượng cao cấp mà giá là giá bình dân. Đấy, và đặc biệt là lúc này nếu cả nhà mua là được tặng cái ly nha. Và cái ly này á có giá bên ngoài đang bán là 70-80.000 một cái như vậy nè. Đó, nhưng mà cái số lượng này á, thì Trung không dám nói rằng á, là nó hết bất cứ lúc nào nha. Khi nào hết thì bây giờ Trung sẽ thông báo là hết. Hiện tại đang còn à, bây giờ còn thì bà con cứ mua. Đấy. Ôi giời. Chị, mình ở đâu tới chị? Ở Mỹ. Ở Mỹ luôn hả? Ủa, ở Mỹ về hả? Và là Việt Kiều đó à? Đúng rồi. Sao hôm nay chị biết chưa qua đây vậy? Cũng coi trên anh á, coi trên YouTube á. À.
coi YouTube rồi đi qua này. Có gọi nhân viên em không? Không có gọi. Không có đơn ai bắt máy. Ủa nhưng mà mình có mua lần này chưa? Chưa. Lần đầu nè. Lần đầu qua mua luôn hả? Đúng rồi đó. Rồi coi sao tin tưởng chạy qua đây chạy. Bởi vậy coi thì tin tưởng mới đi mua. Dạ. Yeah. Hiện tại là nhiều người bà con ở Rạch Giá thì cũng hay qua trực tiếp nhà của Trung để mua. Thì Trung xin đọc địa chỉ lên là số nhà là A16 16, đường Lý Thường Kiệt nối dài, khu đô thị Tây Bắc, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nhỏ em nó chạy nãy giờ nó kiếm trời 16 16, nhiều quá trời 16 luôn. Đi vô cổng Tây Bắc á, đi thẳng luôn, đi thẳng một đường thẳng luôn, đường Lý Thường Kiệt nối dài á, ôm cua cái nhà ôm cua đường thẳng đó luôn á, là ngay đường gọi là đối diện cái công viên cả nhà. Em thấy nói là đi thẳng đường bờ kè xuống hoài đi là nó dễ. Dạ đúng rồi. Đi thẳng bờ kè xuống hoài tới nhà A 16 16. Có nhiều cô chú anh chị mình mà muốn qua trực tiếp. Theo Google Map là nó chỉ em qua bên đây nè, mà nó giống như đường sau lưng nhà anh vậy đó. Dạ. Đáng lẽ là quẹo qua đây thì mới thấy, còn đi tới đó cái nó không thấy gì hết trơn, mà nhà không là không có ai ở cho nên quay ngược lại. Nhiều cô chú anh chị mình nếu biết dùng Google Map thì chỉ lên tìm kiếm là chữ Cao Anh Trung Vlog. Dạ. Trên Google Map là nó chỉ tới nhà luôn cả nhà nha. Vậy tới tận nhà mình luôn. Mà nó chỉ em quẹo qua đường bên kia chứ nó không chỉ đi đường bờ kè anh ha. Quẹo qua đường đi đường kia kêu qua hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Phải đi đường này bờ là kè là đúng rồi, chị Google chỉ thì mình theo thôi. Dạ, đúng rồi. Còn ai biết thì cứ đi theo mình. Dạ. Đơn giản á là đi thẳng. Dạ, đúng rồi, vô cổng đi thẳng luôn. Dạ. Là tới nhà thôi. Bỏ biết nãy mình đi theo Google, chị nó chỉ qua bên kia quẹo, em cũng quẹo rồi, tới đây em cũng quẹo rồi cuối cùng. Dạ cả nhà nha. Dạ. Cái bột sữa hạt canxi Caron Sơn này cả nhà biết rồi, nó bổ sung những canxi này, dưỡng chất nè, rất là nhiều thứ luôn. Nhiều của chú anh chị mình mua quà Tết kèm theo này rất là hay luôn. Đặc biệt nhà Trung sẽ có chương trình dành cho những của chú anh chị mình là mua quà Tết hoặc là tặng từ thiện đó, sẽ có giá tốt cho cô chú anh chị mình nha. Đó, cứ một hộp khuyến mãi lần luôn, có một cái ly đi kèm luôn. Đấy, một cái ly đi kèm. Đó bà con mình uống xong sau khi mà dùng cái sản phẩm thảo dược này thì dùng cái thêm cái sản phẩm này nữa, thêm sữa bột nữa, canxi Cam Sơn nữa, thì bệnh mình của sẽ mau bất bình hơn. Ví dụ bình thường là uống sữa kia, uống bột kia là 8 phần thôi, thì ta tăng này 2 phần đó là 10 phần. Này chị cầm giùm con đi, tí nữa em coi rồi. Nè, mua hai thứ này nè. Chị mua cái gì, bao nhiêu rồi chị? Mua thứ này bột. Bột này, 6 hũ này. Ừ, với 4 hũ viên. 4 hũ viên. Ừ. Là 10 hũ. 10 hũ. Em tính chị cái giá giá sĩ. Ok. Là tính chị giá sĩ luôn nha, tại vì cái số lượng 10 hũ cả nhà là có được cái giá sĩ đó cả nhà. Chú cho cái số điện thoại ở đây á, người nào cần mà điện về được á, tôi điện về đây á mà được á là giống như mình cần gửi á là chị gọi cho số hotline á chị, hotline là lúc nào cũng được hết. Có cục nhỏ là con đó đó. Cục nhỏ bên con gọi là hết. Dạ. Trên hộp đẹp phải không? Dạ đúng rồi. Đây này, đấy, số hotline đây. Là cần là nhờ con gửi qua bệnh á. Nếu uống cái này thấy hợp á. Dạ. Thì mình kêu gửi ship qua bên Mỹ, bên nước nào bên em cũng ship được hết nha. Tất cả các sản phẩm này đều ship được hết. Cả nhà yên tâm, và ship cũng khá là nhanh. Từ 7 đến 12 ngày cả nhà là tới nơi rồi. Nha. Nên cũng khá là nhanh. Không cần thiết và phải đâu đó cho nó gần gũi hết. Mật ong đó có thiệt à? Dạ nó thiệt 100%. Dạ gốc 100%. Chưa có mật ong mà sao? Đây, rồi. Chị thấy cái chai không? Cái này đem về nặng không? Dạ. Không, sách qua bên Mỹ hả? Ừ. Ôi. Sao không được phải không? Dạ không nên. Nói đúng rồi. Ở bệnh có. Ở bệnh mua đi chị ơi. Ở bệnh có. Bên em không có ship bằng ông. Nói dạ. Mình có sức bill cái người cái hộp thuốc này ra cho chị không? Lỡ nhiều khi lên sân bay chẳng hỏi. Cái bill tính tiền giữ đây nè. Nhưng mà ý là mình sợ đem qua hải quan đó đúng không? Không, nếu có nhãn hiệu nè. Dạ, đúng rồi. Nhãn hiệu này là nó cho nó. Cái này là cho đi hết. Có nhãn hiệu là nó cho đi. Không, nếu không nó nếu nó khui ra cũng sao hết chị. Nó trà nó lấy nhãn hiệu á. Cái nào có nhãn hiệu là được, còn không có nhãn hiệu là không cho nghe. Tại bên đây mình có số đăng ký đầy đủ á chị, thấy không? Của sản xuất có đầy đủ á. À. 6 triệu. Tụi em gửi hàng nước ngoài nhiều lắm. Phải chưa mấy? Trước cho chắc. 7 triệu 120 ngàn. 7 triệu 1 triệu. Ở đó 500.
7 triệu 100 hả? 120 ngàn. Gửi bớt cái gì luôn đi. Ồ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ rồi. Rồi thằng Ken uống được không? Hôm nay không gặp được. Em nhỏ quá. Dạ. Ờ, gửi tặng chị đi. Rồi bỏ vô hộp giùm. Đây chị gửi tặng chị nha. Hiện tại là nhà Trung đang đang tặng một gói cho một đơn hàng ở nhà. Hai gói cho một đơn hàng á. Để mà dùng thử cái nhà nha. Anh đưa chị đi em. Dạ. Hai dì em đi kiếm. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Dạ rồi cảm ơn nha. Kiếm đi kiếm nãy giờ. Ngựa với sóc xoài á. Sóc xoài luôn hả? Dạ. Rồi nóng chị đâu? Sóc xoài lên đây xa nha. Dạ anh chở chị đi á. Tưởng em ở Rạch Giá, tưởng ở Rạch Giá này chứ. Nhưng mà em cũng lên xuống thường xuyên à. Dạ. Mình ngồi chờ tí để em đóng cái thùng hàng cho nó rồi. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà nha. Nhà con em này nó đi chở về đây. Cảm ơn cả nhà, Trung xin lời chào tạm biệt cả nhà luôn ạ. À.